Thưa quý vị, năm 2018, anh Nguyễn Trung Trực, sinh năm 1992 ở phường Bảo An, thành phố Phan Rang, Tháp Tràm, tỉnh Ninh Thuận, đã quyết định nghỉ việc tại một ngân hàng để khởi nghiệp nghề nuôi ong rú, tên khoa học là Stingless Bee. Và đến tháng 11, 2021, mô hình nuôi ong rú của anh Trực đạt giải nhất trong cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên Ninh Thuận lần thứ năm. Năm 2015, trong một lần thu dọn các thùng nuôi ong mật trước đó, anh Trực phát hiện ra đàn ong rú có hình dáng nhỏ như con ruồi đang sinh trưởng trong các thùng này. Anh quyết định gây dựng ba đàn ong rú này để khởi nghiệp bằng cách áp dụng kỹ thuật nuôi và cấy trứng ong chúa vào ba đàn ong rú nuôi ban đầu để tách thành hàng chục đàn ong rú mới để bán giống cho những người khác đem về nuôi. sắp tới sẽ là một cái hướng đi sẽ thu mua và bao tiêu cho những cái hộ nông dân nếu họ có với với những cái điều kiện từ tận tận dụng các nguồn tài nguyên bản địa của nông hộ để mà sản xuất ra cái mật ong vú mang tính thiên nhiên gần như là 100%. Từ năm 2021 đến nay, mỗi tháng anh trực xuất bán từ 50 đến 70 đàn ong rú giống với giá 2 triệu đồng một đàn. Anh xây dựng website và các kênh YouTube để quảng bá mô hình nuôi ong rú giống và các sản phẩm khác như mật ong, keo ong. Chính quyền địa phương các cơ sở ngành tạo cơ chế chính sách cho em tiếp cận được cái vấn đề mạng tín dụng và cái cơ sở nuôi ong rú cũng nên mở rộng chương trình này với các bà con về các địa phương có các huyện, ví dụ như huyện Bắc Ái, Ninh Sơn là cái nơi mà cái bà con rất là khó khăn mà cũng đã, tìm, đã thường nuôi cái ong tự nhiên. Trong năm 2022, anh Trực sẽ nhân rộng lên 2.000 đàn ong rú liên kết với 7 thành viên khác đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao để phát triển và nhân rộng mô hình nuôi ong rú lấy mật. Hôm qua, tỉnh Nghệ An phối hợp với Viện Friedrich Norman của Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thổ phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại các huyện miền Tây Nghệ An. Hội thảo phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thổ phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại các huyện miền Tây Nghệ An quy tụ 16 tham luận xoay quanh vấn đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa và trí thức bản địa của dân tộc thổ phục vụ quá trình phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều ý kiến về việc cần phải liên kết với các nhà thiết kế để các sản phẩm của đồng bào thổ làm ra vừa bảo tồn và phát triển để thích ứng với thời đại mới. Trong quá trình phát triển, các địa phương cần sớm xây dựng kế hoạch đề án phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc thổ để phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng các điểm đến và tour phù hợp để thu hút du khách, giúp bà con có thêm nguồn thu nhập, nâng cao đời sống. Chiều qua, Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng nhà tài trợ trao 43 suất học bổng trị giá 1,7 tỷ đồng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong trường. Chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ năm học 2019-2020. Đây là lần thứ ba Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các nhà tài trợ, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bicon, và nhà hảo tâm tài trợ cho sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, khuyết tật, gia đình thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo, sinh viên mồ côi không nơi nương tựa. Tổng số học bổng là 43 suất, trong đó 41 suất học bổng toàn phần với giá trị học bổng lớn nhất 50 triệu đồng cho sinh viên năm nhất. Đối với sinh viên năm 2, giá trị học bổng là 30 triệu đồng, sinh viên năm 3, giá trị học bổng là 20 triệu đồng, sinh viên năm cuối, giá trị học bổng là 10 triệu đồng và hai suất học bổng khuyến khích với 5 triệu đồng một suất. Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng vừa phối hợp với Viện Chiến lược Môi trường toàn cầu tổ chức hội thảo khởi động dự án thúc đẩy phân loại rác tại nguồn và tái chế rác thải 3R tại thành phố. Hoạt động góp phần thực hiện đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường Từ năm 2018, dự án quản lý chất thải rắn nhằm thúc đẩy phân loại và tái chế tại Đà Nẵng giai đoạn 1 thuộc chương trình đối tác phát triển của JICA đã thực hiện nhằm mục tiêu giảm thiểu chất thải thông qua sáng kiến phân loại tại nguồn 3R để góp phần quản lý chất thải bền vững ở thành phố Đà Nẵng. Kết quả giai đoạn 1 đã thành công, với nhiều lượt cán bộ của thành phố đã được đào tạo tập huấn trực tiếp tại Nhật Bản, triển khai nhiều mô hình lan tỏa trong cộng đồng tại hai quận Hải Châu và Thanh Khê. Riêng tại quận Thanh Khê, duy trì song song hai phương thức thu gom rác tài nguyên, rác tái chế sau phân loại, như 10 phường thuộc quận tổ chức thu gom và bán phế liệu gây quỹ an sinh xã hội với số tiền thu được khoảng 300 triệu một năm tại 203 trên 203 tri hội phụ nữ. Xí nghiệp môi trường Thanh Khê thu gom theo kiểu 2 trong 1 với lượng rác tài nguyên thu lượm được khoảng 10 kg phế liệu hỗn hợp một công nhân một ngày, bố trí 140 công nhân thu gom rác dân. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đến năm 2025 với các nội dung trao đổi thảo luận để cùng đạt mục tiêu quản lý và triển khai hiệu quả công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, chất thải rắn nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung. Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 8 tại thành phố Đà Lạt đã diễn ra hội nghị tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn chương trình nhằm trang bị kiến thức và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các thanh niên làm kinh tế giỏi khu vực nông thôn 80 đoàn viên thanh niên có mô hình phát triển kinh tế, thành viên các tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, bí thư tri đoàn cơ sở, thanh niên nhận giải thưởng lương định của qua các năm, chủ các dự án đăng ký tham gia cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2022 thuộc các tỉnh khu vực miền Nam và Tây Nguyên đã được nghe các diễn giả chia sẻ về câu chuyện tạo dựng sự khác biệt trong xây dựng thương hiệu, các bước viết dự án kinh doanh khả thi và hướng dẫn cách trình bày dự án. Bên cạnh đó, các chuyên gia còn chia sẻ kinh nghiệm cho những bạn trẻ mới bắt đầu khởi nghiệp về nghệ thuật bán hàng, phương pháp tiếp cận, giao tiếp với khách khách hàng, đối tác, nghiên cứu thị trường. Chương trình không chỉ trang bị những kỹ năng, phương pháp lập đề án hiệu quả, mà còn giúp các bạn thanh niên khởi nghiệp được tiếp cận những lối tư duy sáng tạo trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu và khẳng định vị thế thương hiệu bằng những cách độc đáo và thuyết phục nhất.